Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã phải viết bằng máu. Máu thấm đượm trên từng tấc đất, mỗi con đường. Máu thấm vào trong cả từng lời ru của mẹ. Đất nước đã khải hoàn, nhưng những người con của mẹ mãi không về. Các anh đã yên nghỉ trên các nghĩa trang cả nước, như nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín, với những hàng bia mộ hun hút trên dọc dài cung đường Tổ quốc. Tên tuổi các anh vô danh nhưng hiện hữu. Có một nơi, sự hy sinh có tên tuổi nhưng hình hài thì hòa vào sóng biển. Đó là các liệt sĩ ở Trường Sa. Không nhiều nhưng sự hy sinh của những người con của mẹ giữa mênh mang biển sóng khơi xa cứ nhói buốt trong tim người mẹ vời vợi nơi bến nơi bờ. Bắt đầu từ 64 liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên cụm đảo Lendau, Gạc Ma, Cô Linh năm 1988. Chuyện đã qua gần 20 năm mà vẫn như mới hôm qua. Biển vẫn vậy, mênh mang trong sóng, trong gió. Những gì đã qua vẫn như mạch phim chậm chậm trong hằn sâu nỗi nhớ khôn nguôi về những người bạn, người đồng đội một thời trong biển sóng thét gào. Chúng ta quá hiểu và thấm đậm những dữ dội sinh tử diễn ra trong trận mạng. Tuy vậy, trên mặt trận thời đó ở đất liền, cho dù có gian nan ác liệt đến đâu, thì những người lính giải phóng vẫn còn có đất mà trụ, mà tựa vào để chiến đấu. Với những người lính ở Trường Sa, phía trước, phía sau, hai bên tả hữu đều vẫn là biển, là sóng, là gió. Vậy nên, trận mạc giữa thời bình ở nơi biển đảo là cuộc chiến nghiệt ngã với duy nhất một điểm tựa là lời thề giữ biển đảo, quê hương. Khi tôi đến gần đến nơi thì đảo Lên Đào ấy, thì có nhìn thấy một số cái chấm đen. Chúng tôi phát hiện ra là các cái tàu chiến của đối phương, chúng tôi biết rằng cái tốc độ của nó nhanh hơn cái tốc độ tàu của tôi. Nên khi đến nơi một cái là chúng tôi thả neo xong là tôi triển khai theo đúng cái lệnh của trên, tức là khi đến đến đảo thì phải nên cắm hai lá cờ ở hai đầu đảo và khi cần thì cho ủi bãi và để giữ người chốt ở trên đảo. Thế đến nơi thì chúng tôi đến nơi chúng tôi triển khai cái nhiệm vụ xong thì lúc đó tàu Trung Quốc cũng bắt đầu đến nơi. Khi họ đến nơi thì tôi triển khai xong, các anh em định về chúng tôi có bảo là bây giờ các đồng chí là phải lên trên đó để chốt giữ cái cờ của mình. Thì nhỡ khi là mình không có hoạt ở đấy thì họ đưa người xuống, họ nhổ cờ của mình bất đi thì mình khó. Bởi lẽ tôi nói như thế vì cái tàu ta là tàu vận tải, hai nữa là cái xuồng ta là cái xuồng chèo tay. Thì còn của họ thì họ là xuồng máy, nên họ có thể là họ dùng đôi tay họ ấn cái thì chúng máy nó đẩy ra là nó xuống đến nơi luôn. Còn ta thì ta phải kéo xuống rất lâu, kéo lên nó xuống lâu lắm, khoảng độ nửa tiếng hồ thì mới hạ được cái xuồng. Thế cho nên sau khi nghe như vậy thì anh em cũng quay lại, lấy súng tất cả thứ là quay lại để giữ đảo và giữ cờ của ta. Thì trong cái quá trình đó thì tôi quan sát thấy là bên chỗ đảo Gạc Ma ấy, thì tàu Trung Quốc bắt đầu bắn cái tàu 604 của ta, tàu HQ 604 của ta. Thế tôi quan sát từ đầu thì là tôi nhận thấy là nó bắn từ cabin mà bắn xuống đến chỗ khoang máy thì chỉ khoảng độ hơn một phút đồng hồ thì cái khoang máy bắt đầu, khoảng gần một phút thì cái khoang máy bắt đầu chìm xuống, thì bắt đầu chìm là chìm từ đáy, từ lái bắt đầu còn cái mũi còn vô lên tí nữa thì họ như vậy tiếp tục bắn vào cái mũi của ta. Anh Phương là cùng một tiểu đội là anh ấy lên trên đảo để cùng với anh em này là để bảo vệ cái cờ và bảo vệ cho anh em ta là xây dựng trên đó. Thế khi là Trung Quốc không làm sao được thì bắt đầu họ mới bắn cái tàu ra.
bắn vào tàu ta thì tàu ta chìm, thì nhiều đồng chí trong trong tàu đó thì cũng bị hy sinh, và trong đó đồng chí Phương ở trên đảo thì cũng bị như vậy Trung Quốc bắn và hy sinh. Thì vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 88 giờ 30 thì tàu xuồng của đảo ra cứu hộ cán bộ chiến sĩ của tàu hạt quý 605 bị bắn ở đảo Lên Đao, cách đảo Gạc Ma khoảng 4 đến 5 hải lý. Thì sau khi đưa các đồng chí thương binh liệt sĩ của tàu hạt quý 604 vào đảo sinh tồn để cấp cứu và điều trị, đồng thời là mái tạng liệt sĩ, thì khoảng 19 giờ cùng ngày thì tàu hạt quý 671 cứu hộ số anh em cán bộ chiến sĩ hy sinh tại đảo Liên Đao ở trên tàu hạt quý 604. Khi vào đến đảo sinh tồn thì khoảng 7 giờ tối, vì sóng to gió lớn cho nên là mọi công tác cứu hộ trên chỉ thị là để đến sáng ngày mai, tức là ngày 15 tháng 3 năm 1988. Thì vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 88 thì chúng tôi được lệnh của đảo và chỉ huy cấp trên là đưa xuồng ra để đón anh em từ liệt sĩ đang nằm trên tàu hạt quý 671 mà cứu hộ từ đảo Gạc Ma vào. Thì chúng tôi thành lập một tổ 5 người đi lên cái xuồng nhôm khoảng 1,5 tấn treo ra, vì thời đó chưa có xuồng máy treo ra, thì bắt đầu cùng với cán bộ chiến sĩ tàu hạt quý 671 và anh em cán bộ chiến sĩ trên đảo sinh tồn thì làm cờ công tác, gói và ăn mặc trang phục cho liệt sĩ, sau đó thì đưa vào báo tử sĩ và đưa xuống xuồng chở vào đảo sinh tồn, bởi vì theo lệnh của trên là mai táng các đồng chí liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma là mai táng tại đảo sinh tồn. Không chỉ là sự hy sinh trong cuộc chiến đối mặt với kẻ địch, những năm sau đó, lần lượt đã có thêm những đứa con của mẹ Việt Nam tiếp tục về với đồng đội mình nơi vĩnh hằng biển đảo, hun hút giữa trùng khơi, xa bến, xa bờ, từ 3 đến 4 ngày chạy tàu. Đâu chỉ chiến tranh đầu tên mũi đạn, có nhiều nguyên nhân cho sự hy sinh thân mình của những người lính dấn thân làm nhiệm vụ trên những điểm đảo. Một trong những người lính hy sinh như vậy là chiến sĩ Trần Văn Cường, chàng trai quê ở Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, nhập ngũ và ra đảo sinh tồn vào năm 1998. Nhìn anh lính trẻ qua một năm chịu sóng dạn gió giữa trùng khơi, chẳng ai nghĩ đến một ngày tháng 6 năm 1999, Cường đã hy sinh. Một trận ốm với căn nguyên bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của tổ bác sĩ và phương tiện trên đảo. Thực sự nếu ở đất liền, chỉ mấy phút chạy xe cấp cứu, sự sống của người lính sẽ được bảo toàn. Nhưng giữa biển khơi, từ đảo về đất liền, nếu trong mùa sóng yên biển lặng, thì cũng phải mất trên 3 ngày hải trình. Gần hơn, từ đảo này sang điểm đảo kia gần nhất, cũng phải mất nửa ngày chạy tàu tốc lực. Và trong tình huống bất khả kháng đó, Cường đã ra đi. Tiếc thương người bạn, người đồng đội, và trên cả tiếc thương là sự đau đớn đến tột cùng khi những người lính đảo phải cắn răng, dằn nén nỗi đau, đếm trừ từng giây phút cuối đời của đồng đội mình nơi biển đảo. Một chiều trước khi rời đảo ra tàu vào bờ, Thượng tá Đỗ Như Phú, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa và các chiến sĩ đoàn công tác của đơn vị đã ra thắp hương viếng chào mộ liệt sĩ Cường. Đó đã là một tập quán của những người lính đảo. Người mới ra đảo ngay từ giây phút đầu đặt chân lên đảo đều đến hương khói cho đồng đội như một lễ nhập đảo trước khi nối tiếp công việc của người đồng đội đã đi xa. Những ai hoàn thành công việc trước lúc vào bờ hoặc chuyển sang đảo khác thì một tuần nhang là một lễ rời đảo với nghẹn ngào lời chào đồng đội giữa trùng khơi. Cẩn trọng thắp thêm một thẻ nhang trên mộ Cường, Thượng tá Đỗ Như Phú nghèn nghèn khấn thành lời như hẹn: Cường ơi,
Em hy sinh ở tuổi 19, đến giờ đã là tuổi 23. Lần này các anh về, chưa thể đưa di cốt của em theo vào, nằm trên đảo với anh em thêm một năm nữa. Sang năm thuận sóng thuận gió, các anh sẽ đưa em về với bố với mẹ trong bờ. Chưa Trường Sa, gió mặn mặn dìu khói hương từ mộ người lính đảo, tỏa theo từng vành sóng biển mà hóa vào ngang ngát xanh đại dương. Nhìn từng người lính mắt ngấn ngấn nước đang chạm tay lần cuối vào thành mộ đồng đội, tất cả như nén chặt vào lồng ngực những xót thương, và họ đã phải dằn lòng lại để không òa khóc thành tiếng trước cuộc chia tay Trường Sa. Khác với đảo sinh tồn, những ai lên đảo Tóc Tan, ấn tượng đầu tiên là bắt gặp ngay mớp bờ đảo một phần mộ bia được xây nép vào chân công sự. Trên phần bia ghi rõ tên họ của những người hy sinh, đó là liệt sĩ Lâm Sơ Đệ quê ở Tuy Hòa, liệt sĩ Trần Kim Ánh ở Nha Trang, liệt sĩ Trương Văn Vĩ quê ở Thủ Đức, tất cả hy sinh cùng ngày 27 tháng 11 năm 1988. Ngôi mộ bia thờ vọng linh hồn đồng đội được xây hơn 20 năm trước, tạo thành gạch nối giữa hai thế kỷ lúc nào cũng đượm khói hương. Mùa nào thức ấy, thương bạn mình, những người đồng đội của các anh mỗi lần ra đảo đều có chút quà từ quê mẹ gửi ra. Dẫu lúc tàu ra thì trái cam nải chuối, khi rông gió tàu chưa kịp thì bát cơm gói mì tôm, cứ như đồng đội vẫn còn đâu đó buồn thương với người giữ đảo. Một chiều khơi xa, sau nén nhang thơm cắm thêm vào lư hương, những người lính đảo Tóc Tan bồi hồi kể lại, tại đảo này hơn 10 cán bộ chiến sĩ hy sinh vào tháng 4 năm 1988. Cuộc chiến đấu giữa biển khơi vào những ngày đầu giữ đảo, thi hài anh em chưa kịp chuyển đi đã bị chiều lên cuốn theo vào lòng biển. Riêng ba liệt sĩ hy sinh cuối năm đó được khắc tên trên mộ bia này cũng vậy. Vào cuối tháng 11 năm 1988, trong khi vật lộn với sóng biển để dựng nhà sàn trên đảo, cả ba người lính đã bị sóng ngầm cuốn hun hút vào lòng đại dương. Cũng sẽ cần phải nghĩ đến việc khắc vào tấm bia trên đảo đầy đủ tên những người lính đã hy sinh trên vị trí của những người giữ đảo, để ngày ngày những thế hệ người lính đảo chúng ta luôn có cảm giác những người đồng đội thân yêu của mình vẫn hiện hữu bên cạnh, cùng tựa vào nhau canh giữ biển đảo thân yêu. Dưng dưng một chiều trên đảo nhỏ Tóc Tan, khi nhìn những nén nhang ai đó vừa thắp tiếp cho người khuất sóng, nhìn mộ bia ghi tên ba liệt sĩ tựa mình vào thành công sự, trên đó kế ngay mũi súng nhô cao là ba chiếc mũ sắt xếp thẳng hàng bên nhau. Bất chợt trong nhạt nhòa nước mắt, bóng những đồng đội đâu đó từ biển hiện về, lặng lẽ bước vào ụ súng giữa tiếng sóng tiếng gió Trường Sa. Vâng, trong ngàn vạn các liệt sĩ của cả nước, các liệt sĩ ở Trường Sa không nhiều. Từ 64 liệt sĩ hy sinh cùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên cụm đảo Gạc Ma Cô Linh năm 1988, những năm sau đó
lần lượt đã có thêm những đứa con của mẹ Việt Nam tiếp tục về với đồng đội mình nơi vĩnh hằng biển đảo. Và không như trong bờ, cuộc sống khắc nghiệt đối mặt với bốn bề biển khơi, xa bến, xa bờ, nơi biên đảo đã chuyển hình thái hy sinh của những người lính giữ đảo thành sự hóa thân vào lòng đại dương. Không chỉ 64 liệt sĩ hy sinh trong những ngày đấu tranh kiên dũng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những người hy sinh sau đó, dẫu có ở trên đảo, thì hình hài cũng thấm qua từng hạt cát Trường Sa mà về với biển. Sống vì biển đảo, chết hóa mình vào sóng nước. Đã thành tập quán để tưởng nhớ đến những người đã hóa hình hài mình thành hồn biển khơi. Những đồng đội ở Trường Sa mỗi lần đến hoặc rời quần đảo đều tổ chức lễ thả hương hoa trên biển. Mỗi lần vậy, trên hải trình tàu vừa chạm vào trước bờ xanh đảo Cô Linh, theo lệnh của người chỉ huy đoàn tàu, thuyền trưởng cho sĩ quan trực lái kéo ba hồi còi chào đảo và buông neo. Lễ mọn lòng thành, một chút hương quê của mẹ, của cha, theo tàu ra biển. Khi là nải chuối, một trái dừa còn tươi nguyên, khi là trái bưởi quê mang từ đất liền ra. Những mong ấm lòng đồng đội trốn biên đảo, xa bến, xa bờ. Nghẹn nghẹn trong khói hương, lời ai điếu của người sĩ quan chính trị như dựng lại những giây phút cuối đời của những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Hải quân Việt Nam, những người lính Cụ Hồ trên biển đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo Trường Sa, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Không khí thiêng liêng rộn nén, mồn một vọng về từ Gạc Ma, tiếng liệt sĩ Trần Đức Phương trước lúc hóa mình vào biển: vì Tổ quốc chúng ta không thể lùi bước, hãy để cho máu mình tô thắm cờ Tổ quốc Việt Nam trên tuyến đảo Trường Sa. Và trong hương khói giữa trùng khơi, rành rọt từng lời đồng đội gửi về lòng biển. Với sự dồn sức của cả nước, Trường Sa bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều về mọi mặt. Đồng đội ơi, xin các anh hãy yên lòng thanh thản nơi biển đảo. Chúng tôi lớp lớp thế hệ Trường Sa sẽ tiếp nối nhau tựa vào các anh, tựa vào nền biển đảo, tiếp tục thực hiện lời thề Trường Sa giữ gìn trọn vẹn từng tấc biển đảo quê hương. Đối với chúng tôi thì sự hy sinh các cái đồng đội của chúng tôi ở quần đảo Trường Sa là cực vô cùng thiêng liêng. Nơi đó là nơi khó khăn gian khổ, nơi đó là hậu phương xa xôi. Tất cả những người anh em hy sinh ở Trường Sa thì đều được hầu hết được mai táng ở quần đảo Trường Sa. Sau thời gian 3 đến 5 năm thì chúng ta mới có điều kiện đưa tất cả các cái liệt sĩ đó về các cái địa phương, về gia đình. Cho nên chúng tôi thấy rằng là những người mà đã hy sinh ở Trường Sa, những đồng đội của chúng tôi hy sinh ở Trường Sa thì đó là một cái nghĩa tình hết sức trân trọng. Dù xa quê hương gia đình thì anh em đồng chí ở ngoài đó vẫn cứ làm tốt cái công tác chăm sóc mộ trí, gắn bó, và bao giờ người đang sống cũng hứa với những người đã chết sẽ tiếp tục đồng cam cộng khổ để bảo vệ vững yên, bình yên cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông, bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa chúng ta. Thì còn hàng năm khi mà có các đoàn kiểm tra ra thăm kiểm tra đảo thì chúng tôi cũng đã làm rất tốt cái công tác thăm viếng mộ trí, một mặt là để mà các đoàn đó thực hiện đúng cái tinh nghĩa của người đất liền ra với đảo xa, với những người đã hy sinh ở trên quần đảo Trường Sa, nhưng mà mặt khác cũng giáo dục cho cán bộ chiến sĩ sự hy sinh ở quần đảo Trường Sa và càng đoàn kết kéo sơn hơn để mà giữ vững cái quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông.
Trường Sa, vâng, Trường Sa giữa mênh mang đại dương, trong nền nhạc tấu ca khúc chiêu hồn tử sĩ, những người lính của các thế hệ giữ đảo đã phải nén chặt từng cơn nức nghẹn xúc vào lòng. Những cánh tay cầm súng của những người lính biển cứ nhập nhòa trong sóng nước. Những đồng đội của tôi đang từ từ thả dây đưa chiếc bè hoa xuống mặt biển, và biển như có đồng đội hóa hồn, bỗng cuộn sóng dành lên đón nhận chiếc bè hoa từ tay các đồng đội trên tàu. Trong giây phút linh thiêng, bỗng bật lên những tiếng nuốt sâu trong lồng ngực những người lính đảo khi nhìn bè hoa được biển nhận về dập dờn trên đỉnh sóng, bỗng như đỏ hơn, tươi hơn trên thăm thẳm biển xanh. Và lạ kỳ chưa, trên mênh mang Trường Sa bỗng âm vọng lời ai hát như một lời nguyền cho đảo xa rằng: đảo ơi, đảo mãi sinh tồn. Thank you.